dậy sóng clip Jisoo, Blackpink 8 chuyện sai xưa với em rể V, BTS, trong sự kiện khủng. Khoảnh khắc giao lưu hiếm hoi của Jisoo, Blackpink, và V, BTS, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Tối ngày 4 tháng 9, loạt nghệ sĩ nổi tiếng gồm Jisoo, Rose, Blackpink, V, BTS, G-Dragon, Big Bang, Minzy, New Jeans, Lee Min Ho, Lee Soo Hyuk, CL2 NEON, đã dự tiệc tối của một triển lãm nghệ thuật. Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Kim Chi, netizen dành nhiều sự quan tâm cho những màn tương tác giữa các ngôi sao đình đám trong sự kiện khủng vừa qua. Tới ngày 7 tháng 9, video ghi lại khoảnh khắc về 8 chuyện một cách thoải mái. Tự nhiên với chỉ cả Jisoo, Blackpink bỗng trở nên viral, làm cho cộng đồng mạng bàn tán không ngớt, nguyên nhân khiến clip gây sốt xuất phát từ việc V đang được đồn hẹn hò với một thành viên khác của Hắc Hường Jennie. Cách đây ít tháng, màn tương tác tương tự giữa hai thành viên khác của Blackpink và BTS ở một sự kiện cũng đã gây bão mạng xã hội. Trong video, Jennie trò chuyện một cách thân thiện với em chồng Jungkook, còn cười trìu mến nhìn nam ca sĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc các thành viên Blackpink BTS liên tục lộ khoảnh khắc giao lưu vui vẻ với nhau khiến công chúng không khỏi thích thú, đồng thời minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhóm nhạc quyền lực nhất K-pop hiện nay.